Trong kinh tôi học tôi còn nhớ rồi: tu vô tu, tu chứng vô chứng, chứng hành vô hành, hành vô tu, vô chứng vô hành. Ở trong kinh coi coi. Thế thì một cái đoạn mà Ngài nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, mình đọc mình thấy cũng ngã ngửa rồi chứ không đơn giản. Cho 100 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn. Cái này mình hiểu rồi phải không? Dễ hiểu rồi. Cho 100 người thiện ăn không bằng cho một người trì năm giới ăn. Cái này mình còn cũng còn hiểu được. Cho 100 người trì năm giới ăn không bằng cho một người trì 10 giới ăn. Cho 100 người trì 10 giới không bằng cho một vị là trì tỳ kheo giới. Rồi cho 100 người thọ tỳ kheo ăn không bằng cho một vị Bích Phật ăn. Cho 100 vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho một vị A-la-hớn ăn. Và cho 100 vị A-la-hớn ăn không bằng cho một vị không tu không đắc ăn. À, chỗ này cái mình rối rồi. Như vậy cái không, cái người không tu không đắc là bằng cái người ác. Đúng rồi. Tôi trở lại quý vị, cái người không tu không đắc thì là người ác. Mà Đức Phật nói là cho 100 người ác không bằng cho một người trì ngũ giới ăn. Như vậy cái người trì ngũ giới này phải hơn 100 người ác đấy. Thế mà cuối cùng thì Ngài nói là cho 100 vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho một người là không tu không đắc ăn. Sao nghe được? Mình nói ra chuyện thế gian họ nói chắc bọn mình đủ ba trợn rồi đó. Sắp sửa đi nhà thương Biên Hòa đó. Đúng không? Suy nghĩ ra coi đó. Nhưng mà chỗ đó nó khó thế này, tức là Ngài muốn nói là vô phân biệt. Vô phân biệt. Mình cho cái người đó ăn mà mình còn thấy là họ sẽ mang ơn mình, mình là cái người giúp họ. Đa phần là vậy hết. Mình đi làm việc từ thiện, mình bố thí, mình làm cái gì đó cũng. Tôi nhớ cái năm 1973 tôi về nhận cái nhiệm sở ở thị xã Cam Ranh, tôi làm chánh đại diện, mới 26 tuổi về làm chánh đại diện. Cái chùa Tín Hội lớn, tức là 4 mẫu đất, có trường trung học Bồ Đề, trường tiểu học Bồ Đề và ký di viện, là 4 mẫu. Tôi về tôi làm chánh đại diện, tôi coi tất cả mọi Phật sự đó. Thì cái ngày đầu tiên hết, tôi ra đó lúc 2 giờ chiều, từ chùa Ấn Quang, xe đậu ở chùa Ấn Quang đó chở tôi. Thì về tôi đó 2 giờ chiều, thì tối tôi lên chánh điện tôi tụng kinh. Thì cái bàn Phật nó như thế này, nghe chánh điện này này. Có một cái miếng đồng bề dài khoảng là 25 phân, bề đứng lên 15 phân, gắn ngay cái giữa cái bàn Phật để ông hai chấm Trần Văn Ích, pháp danh vậy đó, B bà Trần Thị A, pháp danh đó đó, cúng dường. Tôi thấy rõ ràng ngày cái sáng tôi coi mấy chú lên lấy cái tu vít, mấy chú cài cái miếng đồng đó ra rồi đem cái miếng đó xuống dưới phố á, đặt cái miếng đồng diện tích cũng bằng cái đó, nhưng mà chỉ khắc cái câu là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, gắn lại lại đó. Thì tôi làm y thôi, không có mắc vô, nhưng mà khác cái chữ đó. Thì không biết ai họ đồn. Thì hai vợ chồng cái ông bà mà cúng cái bàn đó lên mời tôi tới, hai ông bà càm ràm nói đủ thứ chuyện hết.
đủ thứ chuyện trời nợ đợi hơn nửa tiếng, trách móc rồi nói này kia khác nọ là đủ thứ chuyện, tôi để cho hai người đó nói. Cái người ta đang nói mà mình ngăn người ta nó mất lịch sự. Tôi hỏi còn hết, còn gì nói nữa không? Nó hết rồi. Rồi bắt đầu tôi mới nói: hai đạo hữu quy y Tam Bảo nay được mấy năm? Đấy, dạ thưa thầy, con quy ngọn hàng 1951. Từ 51 tới 73 mà chưa thấm tương trao. Rồi chừng nào mới thấm? Quý vị hiểu chưa? Chưa thấm tương trao. Rồi bao năm nữa mới thấm? Quy y từ năm 1951 mà bây giờ là 73, hầm mấy năm, 24 năm mà chưa thấm tương trao. Thưa quý vị, tôi là cái người mà hướng dẫn cho các điệu mở cái miếng đồng, tháo cái miếng đồng đó ra và xuống phố đặt lại, và tôi nói họ đục cái hàng chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là tôi làm. Thế bây giờ hai đạo hữu nghĩ nè, hai đạo hữu gắn cái tên để trên cái bàn đó, rồi các vị hòa thượng, các vị tôn túc, kể cả tôi, lại hai vợ chồng đạo hữu, thì đạo hữu nghĩ sao? Đạo hữu dám ngồi đó cho quý ngài lễ không? Cho nên tôi thương vợ chồng đạo hữu, tôi thương đó, tôi mới thay đổi cái miếng đồng đó mà khắc cái hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên tối nào, ngày nào tôi cũng lên lễ Phật, chứ tôi không có lễ vợ chồng đạo hữu. Thế là êm. Bà vợ bà mới nói: trời ơi, vậy mà hồi giờ đâu có ai giải con đâu, không ai giải thích cái đấy. Cho nên cái năng sở đó đó, mình còn mắc kẹt đó, mắc kẹt ở cái bàn đó của tôi đó. Hôm nay cái bàn của tôi đó, ai đụng được cái bàn đó là chịu không chịu. Nó nặng lắm, nó nhiều lời lắm, chứ không phải nói nhẹ như tôi đâu. Tôi để cho hai ông bà nói đã thế ông nói, như là mắng xả trong người tôi. Tôi để cho hai vị đó nói. Tôi thấy vợ chồng có đồ làm cái việc đó có tội, vì vậy cho nên tôi tháo cái miếng đó ra, tôi đục cái danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để tối nào tôi cũng lên lạy Phật. Mà tôi lạy Phật là vợ chồng anh chị có phước, mà các vị hòa thượng tôn túc đến đây hành lễ mà lại là vợ chồng chị có phước, còn để cái bảng đó vợ chồng chị mất phước. Rõ không? Như vậy là mình còn phân biệt, chứ chưa phải là vô phân biệt. Cái hành động của mình, cái việc làm của mình, kể cả cái tu của mình cũng còn cái phân biệt. Có Đức Phật Di Đà mình niệm, mình là người hay niệm, ngài là người bị mình niệm, tức là còn năng còn sở chưa đạt được. Nhưng mà phải nói ở đây là thượng căn lợi trí, chứ còn chúng ta là không làm được cái này, chưa làm được cái này. Nói cho quý vị nghe để hiểu thôi, còn cái này mình làm không được. Lục tổ sống chung với cái đám thợ săn, nó đây gài bẫy, nó bắt ngài đi gỡ, ngài thả hết. Rồi ngài mày hái rau la, ngài bỏ trong cái nồi thịt đó, ngài luộc, ngài lấy ra ngài ăn. Ngài nói tôi ăn rau chứ không ăn thịt. Ngài làm được chứ mình làm không được. Giờ đừng có bắt trước ngài lục tổ rồi bờ rau muống bỏ vô nồi thịt luộc lấy ra nói tôi ăn rau, không được đâu. Đừng có bắt trước. Trên truyền hình quý vị thấy đâu, có những cái việc mà người ta làm cái này, xin quý vị đừng làm việc ở nhà, lấy bãi cây kiếm thọt vô trong này tuốt rồi lấy ra rồi mình thọt cái chết tươi liền. Chết đâu, thọt thử lại. Có những việc không được làm việc ở nhà, coi chơi thôi chứ đừng có làm. Cho nên cái này tôi giải thích để quý vị thấy, quý vị hiểu cái pháp niệm Phật này cao siêu lắm, mầu màu nhiệm lắm. Như vậy là có thua thiền đâu.
Mình bên đây bác bên kia, bên bác bên nọ, thì mình đọc mình học chỗ này mình thấy là vô phân biệt niệm, có nghĩa là niệm Phật mà hành giả đó không thấy có người hay niệm và có người bị niệm. Người bị niệm là ai? Là Phật A Di Đà. Còn người hay niệm là ai? Là hành giả của chúng ta không thấy cái năng sở đó. Cái đó mới là vô phân biệt. Bây giờ cái thứ hai tức là nhất tâm bất loạn niệm. Cái này Kinh Di Đà nói, có chứng cớ để đàng hoàng. Kinh Di Đà nói tức người hành giả niệm Phật đến giờ phút lâm chung tâm không điên đảo, gọi là nhất tâm niệm. Quý vị nhớ thế này, khi một niệm thiện khởi lên thì niệm ác đã chấm dứt. Mà niệm ác chấm dứt đó, thì chúng ta có cái thiện pháp nó sanh. Người tu hành của chúng ta phải đạt được ba cái này: niệm ác chấm dứt thì niệm thiện tăng trưởng khởi lên. Trong cái phòng đó, bây giờ quý vị đóng cửa kín mít, trời tối dòm không thấy gì hết, cho nên người ta nói là tối mò là đúng hết. Tối thui, tối gì cũng tối mò, rất là mò vậy đó, gọi là tối mò, phải không? Trong cái phòng đó tối mò, phải mò, mới không mò là đụng chết. Đồ mình để trong đó đủ thứ mà không mò là nó đụng. Bây giờ mình cái tay mình nhấn cái công tắc điện thì ánh sáng nó khởi lên. Thì ánh sáng nó lên á thì từ cái ống bóng tối nó tiêu, chứ nó không có từ. Hãy vừa ánh sáng bật lên là cái bóng tối đi chỗ khác, nhường lại cho ánh sáng, chứ không phải là nó đi từ như nước lớn ở dưới sông nó lên nó bò lần, là không phải. Mà có ánh sáng là bóng tối tự tiêu. Thì bây giờ bóng tối tự tiêu thì mình gì? Mình thấy đồ đạc ở trong nhà này, cái giường ở đâu, cái bàn thờ ở đâu, cái gì muốn lấy gì nó rõ ràng, minh bạch. Mà hãy có bóng tối thì thua, mò cái không làm gì. Nếu về hành giả chúng ta tu cũng như vậy. Tu giống như là mở công tắc đèn. Cái Phật trí đó, trong Pháp Hoa nói đó, Phật tri kiến. Cái đồ ở trong cái căn phòng mình đó là Phật tri kiến. Chỉ cần cái vô minh này thì nó che đậy cái Phật tri kiến. Vô minh này, phiền não này nó che kín cái Phật tri kiến. Thế thì chúng ta dùng cái tâm này mà chúng ta loại trừ ác pháp thì thiện pháp sanh khởi. Đơn giản có vậy thôi. Đi đứng nằm ngồi làm cách gì đó làm, không có hạn chế cái này. Nhưng mà cái làm sao cho cái tâm này nó là đánh bạc cái pháp ác. Pháp ác tức là phiền não thì thiện pháp sanh. Nếu vậy người tu hành ai không muốn đạt đến chỗ đó? Trăm người ngàn người cũng muốn đạt đến cái chỗ đó. Bây giờ trong kinh đó nói là lâm mạng chung thời. Lâm mạng là hấp hối, và chung thời là chết hẳn rồi. Nhưng chúng ta có hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất đó là cái hành giả đó còn nằm ở trên giường bệnh đó mà cái trái tim còn đập, thì cái giai đoạn gọi là lâm mạng. Giai đoạn thứ hai là mình rời cái ngực này, cái trái tim không còn nhảy nữa. Mình mới tuyên bố với tất cả mọi người trong gia đình của mình là bà đã tắt thở rồi. Đó là chung thời. Vậy thì lúc sanh thời này, hành giả đó phát tâm niệm Phật, có tính, có hạnh, có nguyện, gọi là tâm tư lương tịnh độ.
Tư lương là gì? Tức là hành trang. Một cái người đi du lịch phải có cái hành trang để đi du lịch. Người đi du học phải có hành trang của cái người đi du học. Một là phương tiện. Cái phương tiện của mình bằng chiếc tàu hay chiếc xe hay chiếc phi cơ, tất nhiên là phải có cái phương tiện. Thứ hai là hộ chiếu. Thứ hai thầy có hộ chiếu. Đi trong nước thì có chứng minh thư, mà đi ngoài nước thì có hộ chiếu. Thứ ba là tiền bạc. Thiếu ba cái này thì không đi đâu được hết. Như vậy hành giả niệm Phật muốn về Tây Phương là phải có ba món tam tư lương tịnh độ, tức là tín tư lương, hạnh tư lương, nguyện tư lương. Như vậy hành giả này niệm Phật phải đủ rồi đó. Và bắt đầu thực hành là niệm Phật, niệm liên tục, đừng cho gián đoạn. Nhưng mà cái liên tục ở đây đó, thì xin quý hành giả con lưu, không phải liên tục là ngồi niệm tối ngày sáng đêm, không phải. Không phải liên tục. Tôi nói cái nghĩa liên tục nó đơn giản như thế này. Quý vị muốn gặp một cái người bạn nào đó mà khi còn nhỏ mình học chung ở trường làng, mình muốn gặp cái người bạn đó thì mình cái tâm này luôn luôn nghĩ đến người bạn đó. Cái tâm này lúc nào cũng nghĩ người bạn hết. Và cũng đi hỏi thăm ở chỗ này, hỏi thổ chăm thăm chỗ kia, người bạn cũ mình giờ còn cái anh đó hồi đó học chung với mình bây giờ ở đâu. Liên tục như vậy đó, có thể 20 năm mới gặp được. Thì cái tư tưởng đó cũng giống như là hành giả niệm Phật mà luôn luôn để cái tâm và gắn bó với tịnh độ. Cái đó mới là quan trọng, chứ không phải ngồi niệm suốt ngày suốt đêm. Bởi vì mình còn làm việc ấy chứ. Ở chùa thì việc của chùa, mà ở gia đình quý vị là có việc, việc của gia đình quý vị còn phải là làm ăn, còn phải mua bán, còn phải trồng trọt cái này cái khác để có kinh tế để xây dựng gia đình. Không thể ngồi suốt ngày để niệm Phật không? Mà cái tâm gắn bó, cái tâm muốn gặp. Thế thì trong kinh có ví dụ thế này: người mẹ với người con ở cách nhau rất là xa, hai phương trời đông tây, hai người con ở, và con với mẹ ở hai hướng xa lắm. Mà cái tâm của người con đó thì muốn gặp người mẹ, mà tâm của người mẹ muốn gặp người con. Thì một lúc nào đó, một thời gian nào đó, hai mẹ con gặp nhau. Chuyện quá thực tế, không có gì khó khăn hết. Nên mình thấy giáo lý Phật mình nói nó rộng rãi, nó thênh thang, nhưng thực tế không có gì khó hết. Khi mình áp dụng mình thấy rất là cụ thể. Như vậy là một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm thì mẹ con gặp nhau. Muốn gặp thì sẽ gặp, nhưng mà thời gian nó gấp, nó rút, nó mau, nó chậm vậy đó, tùy. Bây giờ hai người, mẹ và con, đầu cái lưng lại sát cái lưng này, nhưng mà không ai muốn gặp ai. Sát cái lưng này, người con dựa vào cái lưng của người mẹ dựa cái lưng vào ngửa người con, nhưng mà hai người này không ai muốn gặp ai hết, thì lần sẽ xa nhau. Thì bây giờ chúng ta thử thực nghiệm coi đúng như vậy không? Đức Phật Di Đà ở Tây Phương thế giới
mà mình ở ta bà thế giới xa lắm, nhưng mà muốn gặp, muốn gặp trong tâm này, muốn gặp chứ không phải ngồi đó kêu Phật ơi Phật ơi cứ suốt đời, mà cái tâm này muốn gặp, thì một ngày nào đó mình với Phật gặp nhau. Phật A Di Đà đang chờ trong mình hàng ngày hàng giờ. Nếu ngài không trong mình hàng ngày hàng giờ, ngài lập 48 lời đại nguyện để làm gì? Mình suy nghĩ đấy. Đức Phật Thích Ca không thương mình thì ngài ở cái vị trí của vua Tịnh Phạn đó, ngài làm vua dễ dàng quá, cái chuyện hết sức là đơn giản. Nhưng mà ngài thương chúng sinh, ngài thương chúng ta, cho nên ngài vượt thành để xuất gia thành đạo để cứu chúng ta. Như vậy là ngài đang chờ chúng ta. Khi mà ngài phát tạng tỳ kheo phát 48 lời đại nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, là ngài có cái ý là muốn rước chúng ta, mà chúng ta là không muốn thì Phật thua chứ làm gì. Phật độ những chúng sinh hữu duyên, mà vô duyên Phật độ không được. Cho nên bây giờ ngài đang ở nước Cực Lạc, ngài đang chờ chúng ta. Chúng ta ở cái cõi ta bà này thiết tha đó là gắn bó với tịnh độ để niệm Phật được sanh về tịnh độ. Đó là lúc sanh thời mà hành giả niệm Phật phải có cái tư tưởng đó, muốn gần Phật. Rồi đến khi mà hấp hối trên giường bệnh đó, cái nhân niệm Phật đó, cái nhân niệm Phật lúc sanh tiền lên này, cái nhân niệm Phật đó, thì hoa sen họ bay trước đến mặt của cái hành giả niệm Phật đó. Cái giờ phút lâm chung đó, vì họ niệm Phật, khi họ niệm Phật ở cõi ta bà thì bên ao thất bảo có một cái búp sen nó mọc lên. Nhưng niệm Phật thì cái quả, có cái quả sen trên ao thất bảo. Cái quả sen này dần dần phát triển. Nếu như hành giả đó ở cõi ta bà này cũng liên tục niệm Phật, cái tư tưởng này, cái tâm này không lui sụp, không chểnh mảng, không trễ nải, mà luôn luôn niệm, thì cái qua cái búp sen đó nó phát triển. Đến khi cái hành giả đó tắt thở thì nó bay thẳng đến trước mặt của cái người lâm chung đó, thì sang cái thân trung ấm, tức là trung thời, cái thân trung ấm này vào trong cái quả sen đó, gá trong cái quả sen đó, cái tên của mình có trong đó mà, không bao giờ lộn. Nhân quả thì không bao giờ sai dịch. Rồi cái hoa sen đó nó mới bay trở về ao thất bảo. Tôi có giảng cái bài là ý nghĩa hoa sen trong ao thất bảo. Cái bài thứ hai là ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật. Tôi có giảng cái sự mầu nhiệm của hoa sen. Vì Kinh Di Đà nói là vi diệu hương khiết. Cái hoa sen của tịnh độ đó, nó có bốn cái sự mầu nhiệm là vi diệu hương khiết. Vi là vi diệu, mọc thì ở ao thất bảo mà bay về cõi ta bà này trước mặt cái người lâm chung đó, đó là tinh vi. Thì cái hoa sen này bay trở về ao thất bảo rồi nở, nhưng mà nở mau nở chậm phải tùy theo cái công quân niệm Phật của mình mà cái hoa sen đó nở sớm hay nở muộn. Cho nên chia làm chín phẩm. Cái đạo tràng của Đức Di Đà tiếp dẫn chúng sinh chia làm chín phẩm: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Nếu cái hành giả đó niệm Phật
mà tinh tấn niệm Phật và nhất tâm thì khi vãng sanh được vãng sanh về thượng thượng Phật. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, cái người lâm chung đó Đức Phật Di Đà cùng với các vị thánh chúng, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền đến trước mặt người đó, thị nhân chung thời, tâm bất điên, đạo tức đắc vãng sanh. Thánh chúng và Phật đến trước mặt người đó, cái hành giả đó nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh về thượng Phật. Đó là cái phần thứ hai gọi là nhất tâm bất loạn niệm. Thế bây giờ hành giả của chúng ta mà đạt đến cái chỗ nhất tâm đó thì có, nhưng mà hiếm lắm. Còn cái vô phân biệt niệm đó là cái hàng hạ căn như chúng ta thì không đạt được. Nhưng cái phần thứ hai là nhất tâm bất loạn thì hành giả chúng ta có khả năng đạt được. Cư sĩ và tu sĩ đều đạt được cái phần nhất tâm bất loạn này. Cho nên sách báo và băng đĩa chúng ta xem đó, thỉnh thoảng chỗ này chỗ khác có những vị cư sĩ, những vị tu sĩ để khi vãng sanh niệm Phật, vãng sanh nhất tâm bất loạn. Ở Bà Rịa tôi có một đạo hữu là trưởng ban hộ tự chùa Bảo Hải, ở gia đình nó nuôi bò, đó là như vậy là 25 con bò chia ra trong gia đình nó 5 người, sáng này đưa bò lên núi rồi chiều về mang cơm theo. Đạo hữu gia trưởng nó 5 con, bà vợ 5 con, con trai 5 con, gái 5 con, dâu 5 con, như vậy nhà đó 5 người 25 con, dắt bò lên trên núi cho ăn. Riêng ông thì ông tìm một cái gốc cây, ông ngồi ông niệm Phật. Mặt trời mé này thì ông qua mé sau, mặt trời ra sau ông trở ra trước, ông niệm Phật. Đến 4 giờ chiều thì bò nó khôn lắm, bò núi nó khôn lắm, tự động nó thấy mặt trời nó về, chủ nó khỏi có lùa khỏi gì hết. Hãy nó ăn về mà nó thấy mặt trời ngang đó là nó xuống núi hết. Thì cái ngày đó ông ngồi dưới gốc cây trên núi đó niệm Phật 20 năm. Thì gia đình ông có một cái tấm bảng đen nhỏ nhỏ để cho cháu nội nó học. Ông viết trên đó là ngày giờ năm tháng ông chết. Cái chú Sơn đó là con trai của ông, nó không tình. Sau này nó mới kể lại cho tôi nghe là bố con nó viết ở trên bảng rồi đó. Mà ông đi còn đi thả bò, ông còn làm công việc rất là mạnh khỏe. Thì cái ngày hôm đó là đúng cái ngày mà ghi trên bảng rồi. Là chiều nay đó, lùa bò xong rồi về đó, chung quanh họ trồng cái gai bàn chải khoảng chừng nửa công đất 500 mét vuông, họ trồng gai mà họ lùa bò vô đó, họ lấy cái đồ họ về, rào cái cửa xong là bò nó đi, gai bàn chải nó mọc lên ở chừng một thước vậy, bò nó đâu có đi được. Ông mới dặn ở nhà ngày mai đó không thả bò, cho nó ăn cỏ ăn rơm gì đó thì ngày mai không có thả. Thì sáng ông thức dậy ông nói với gia đình là trưa nay nấu cơm cúng già tiền cúng Phật. Thì ở nhà cũng nghe làm, thì lui cui vô bếp là nấu ăn. Ông ra ngoài vườn ông cắt lá xả, ông mới nấu một cái nồi đất. Cái nồi đó cũng khoảng là 4-5 lít nước vậy đó. Ông nấu nước ông tắm,
thay một bộ đồ mới, có vẻ như là đi ăn cỗ vậy. Thì con dâu nó nấu cơm xong rồi, nó mới nói: con làm xong việc rồi đó bố, bố đi cúng ông bà đi. Rồi mới nói: tụi con xuống sau hết để bố trang nghiêm, bố cúng Phật, cúng tổ tiên. Leo lên cái bộ phản đó ngồi đó chết. Nhà trên nhà lớn mà, trên giữa cái bàn dài 8 cái ghế, bên đây bộ phản, bên kia bộ phản, leo lên cái bộ phản đó ngồi chết. Tới trưa rồi mà không thấy động đậy gì hết. Ở nhà mới bước lên nhà trên thì ta biết ông chết rồi. Cho nên có cái câu sám, cái bài sám mình sám đó: cầu cho con thác biết ngày biết giờ, biết rài tánh linh. Tức là như vậy là ông nhất tâm rồi. Gì thấy không? Nhất tâm rồi. Ông đâu có ở chùa đâu. Nè, ông làm bà nghe mấy con bò thôi. Nhưng mà cuối cùng hết là rồi, dưới này phải đem võng này lên khiên đi bắt đi bệnh viện. Hồi xưa thì cho cơ chưa có xe cộ nè, vô bệnh viện ta nó chết rồi khiêng vô đây làm chi. Đại khái vậy. Tôi nói cái chỗ này là cái chỗ hết sức là đặc biệt. Đại học La Lăng Đa là một cái trường đại học của Phật giáo lớn nhất thế giới ở Ấn Độ. Tôi có qua đó tôi tham quan rồi. Tôi thấy cái gì, cái nền cũ của Na Lăng Đa rồi, tôi biết rồi. 10.000 tu sĩ và 1.000 vị giáo sư Hồi giáo nó giết sạch hết, phá cái trường đại học đó. Còn có cái nền cao bằng cái bàn này, mà cái tường có biết cái bề dày của nó là 8 tấc, tức là cái này không có 8 tấc đâu. Cái bề dày của cái bức tường nó phá rồi còn cái tường. Ngài Giới Hiền làm viện trưởng 120 tuổi. Thầy Huyền Trang từ Trung Quốc đi bộ qua Na Lăng Đà học, mà Ngài Giới Hiền chờ Ngài Huyền Trang qua để dạy các cái bộ luật lớn cho thầy Huyền Trang. Tức là Ngài Giới Hiền biết rằng ở Trung Quốc có một người sẽ đến đây và họ có khả năng là tham học những cái bộ luận lớn này, còn ở cái bản xứ này không ai có khả năng. 120 tuổi mà lên pháp tòa để giảng những cái bộ luận lớn như Thành Di Thuốc Luận vân vân, Đại Thừa Khởi Tín Luận cho thầy Huyền Trang bên Trung Quốc qua. Như vậy là một người muốn đến đó để học hỏi, một người ở cái ngôi trường đó muốn dạy cho người này đến học. Có phải là chúng ta với Phật A Di Đà giống nhau như vậy không, hay là khác nhau? Tôi nói cái chuyện tầm thường, ở cái cõi ta bà này, một vị giáo sư tuổi 120 tuổi đứng trên bục giảng để giảng những cái bộ luận đại thừa cho thầy Huyền Trang ở Đông Độ qua, mà thầy Huyền Trang là cái người mong muốn sẽ sang cái chỗ đó để học. Vì nước Trung Quốc không có một vị pháp sư nào, không có một vị nào sư nào lãnh hội, với cái khả năng cầu học của ngài, ngài phải băng rừng sương gió đi qua đó để học. Đó thì có như vậy, tức là chúng ta niệm Phật có cơ sở và có những cái sự linh ứng của cái pháp môn niệm Phật về cái nghĩa thứ hai, tức là nhất tâm bất loạn niệm. Bây giờ cái phần thứ ba đó là tam nghiệp đồng niệm. Tam nghiệp đồng niệm, một là thân nghiệp, hai là ngữ nghiệp, ba là ý nghiệp, gọi là tam nghiệp đồng niệm. Cái này thì của hành giả chúng ta đang làm này, đang làm cái Phật thất này. Cái phần thứ ba đó là cái này.
quý vị ngồi ngay thẳng để niệm Phật là được một nghiệp, một cái nghiệp của thân. Ngồi ngay thẳng, nằm cũng được, và quý vị đi cũng được, tức là hành trụ tọa ngoạ, tức là nói bốn cái quay nghi này là nằm là ngoạ, hành là đi, trụ là ngồi, đi đứng nằm ngồi, là bốn cái quay nghi đã niệm được hết. Đấy là thiền định cũng đi mà niệm Phật cũng đi. Thì trong kinh cứ nhắc lại là hành trụ tọa ngoạ được hết. Đó. Khi mà cái thân này nó yên rồi thì cái khẩu làm gì? Cái khẩu là niệm Phật A Di Đà. Bởi vì mình nhiếp tâm để trì danh hiệu Phật Di Đà thì không có cái tạp tâm, không có cái niệm khác khơi dậy, duy nhất là Phật A Di Đà. Tôi nói cái chỗ này là cái chỗ hết sức rồi bạn. Cái năm đó Đại Tùng Lâm giới đàn cách đây 6 năm, thì có một vị cư sĩ thí chủ đó làm một cái cộ, cái cộ nhọn nhọn lên rồi dán đời ngoài để cúng cô hồn được. Vị cư sĩ này dán toàn là tiền thiệt không, mà đổi ra tiền để xếp lại dán ra cái cầu đó trị giá là 500 ngàn. Mà 500 ngàn rồi cái thời buổi đó còn lớn lắm. À, sau khi mà ban kinh sư chẩn tế thì họ đi dứt vàng, thì cái chú thanh niên đó chú dứt được, chú cầm cái tài này chú chạy, vì nó làm bằng tre, nó phất giấy thì nhẹ, cầm một cái tay giơ lên chạy, tại đằng sau chú nó có mấy người thanh niên cũng chạy theo. Thì quý vị thấy không, bởi vì họ thấy tiền nhiều mà. Thì tôi ngồi trong văn phòng của ban giám hiệu, thì đằng sau đó có cái dãy nhà cầu, mà cái nóc nhà cầu đó, cái nhọn của nó lên phải là trên 3 mét, ở trên 3 mét, vì mình làm cái dách nó lên khỏi đầu mình rồi, rồi làm cái nhọn ở trên nữa để lọt đột ngói, thì cũng phải là 3 thước 6, 3 thước 7 gì. Chú này chú tới đó, chú dầm cẳng cái chú nhảy qua cái nóc nhà đó, ở trong này quý thầy tôi chắc nó chết rồi, chết không cách gì nó nhảy qua nổi cái nóc nhà đó hết. Vậy mà chú nhảy qua bên kia, chú chạy luôn, mấy người cậu thanh niên này sụt lui. À, thế thì chú mang ra ngoài rừng tràm, chú gỡ tiền, chú bỏ mấy cái túi đầy nhóc hết, quần mấy túi, áo mấy túi, trở vô tôi thấy mặt, tôi ngoắc vô tôi nói bây giờ con nhảy qua cái đó thầy cho con 500 thôi, giờ con nhảy qua cái nữa thầy cho 500. Lắc đầu. Tại sao vậy? Hồi nãy nó nhất tâm mà bây giờ nó không nhất tâm. Hồi nãy nó nhảy là nó nhất tâm, còn bây giờ tôi biểu nó nhảy tôi cho số tiền bằng đó, nó không nhất tâm nó nhảy không được. Tôi mới thấy cái nhất tâm, nhất tâm. À, vì vậy cho nên á, thân thì ngồi im, miệng thì niệm Lục Tự Di Đà, tâm thì vắng lặng gửi vào cái danh từ A Di Đà Phật. Như vậy gọi là tam nghiệp đồng niệm. Nếu cái thân này niệm thì nó lôi theo cái miệng và nó ảnh hưởng đến cái thân, mà cái tâm nó khởi lên là ảnh hưởng đến cái miệng, ảnh hưởng đến cái thân. À, cho nên cả ba nghiệp đồng niệm, nói ba mà một, nói ba là thân cầu ý, nhưng mà một, nếu cái tâm này vắng lặng
Tại hai cái nghiệp thân khẩu cũng vắng vắng lặng theo. Cái câu chuyện tôi minh họa cái chỗ để quý vị thấy cái tâm. Ngài Phật Ấn Thiền Sư và Tô Đống Pha là hai cái người là cùng học một trường hồi nhỏ, bạn thân lắm. Nhưng mà khi lớn lên thì một người đi tu và một người là thơ rất là giỏi, một nhà thơ, một nhà văn. Phải nói là Tô Đống Pha là khác tiếng thơ đường. Thế hôm nọ Tô Đống Pha đến thưa với Ngài Phật Ấn Thiền Sư này, Ngài có thể sắp xếp cái chỗ nghỉ ngơi để tôi đến tu thiền một tuần. Thì Ngài Phật Ấn mới nói được, nếu hành giả muốn tu thì tôi nói tăng chúng hồi xếp phòng đợi Ngài đến tu. Tô Đống Pha đây mang hành trang đó để chuẩn bị tu thiền. Ngày thứ nhất, với tu thiền thì có vị thiền sư người ta đi canh thiền, ta đi tuần thiền. Thì sáng hôm đó Ngài điểm tâm sáng, Ngài mới đến phương trượng của Phật Ấn, Ngài mới nói thế này. Thế thì tôi ngồi thiền, Ngài có thấy tôi ngồi giống Phật Thích Ca không? Thì Phật Ấn Thiền Sư hôm nay gật đầu, Ngài ngồi trang nghiêm ý như Phật Thích Ca không khác. Khen ổng cho nên ổng ham, mới ham tu chứ mình chê ổng, ổng đâu có về, ổng đâu có tu đâu. Cái tâm lý nó vậy. Sau một tuần lễ thì Tô Đống Pha mới đến phương trượng hỏi thiền sư vậy chứ, trong tuần qua tôi ngồi thiền, Ngài có thấy tôi giống Phật Thích Ca không? Ngài Phật Ấn hỏi. Với cái đầu tiên là Ngài Tô Đống Pha hỏi, thì Phật Ấn trả lời nó là hiền giả ngồi giống Phật Thích Ca. Đến cái ngày thứ bảy là Phật Ấn hỏi thiền, hỏi Tô Đống Pha vậy, hiền giả thấy tôi ngồi thiền có giống Phật Thích Ca không? Tô Đống Pha trả lời là tôi thấy ông ngồi giống bà Tước Trâu à. Tới đây Tô Đống Pha về khoe với người em, có người em rất là giỏi. Thế thì ông mới nói thế này, hôm nay anh đến, anh hạ được Phật Ấn Thiền Sư rồi em à. Rồi em hỏi cho anh hạ là hạ cách sao? Nói, anh ngồi, thì anh hỏi hắn thì hắn nói anh ngồi giống Phật Thích Ca. Còn hắn ngồi thiền, hắn hỏi anh thì anh nói hắn ngồi giống bãi Tước Trâu, hắn câm họng. Vậy là thua rồi, câm họng là thua rồi. Người em nó không phải đâu, anh thua đó, làm gì mà ăn được Phật Ấn Thiền Sư. Nó không, anh trả lời như vậy hắn câm họng, không có trả lời được. Người em nói không, anh thua đó. Em kể cho anh nghe nè, bởi vì cái tâm của Phật Ấn là cái tâm Phật, cho nên Phật Ấn nhìn ai cũng là Phật hết. Còn cái tâm anh là cái tâm trâu, cho nên anh dòm thấy ai cũng trâu hết. À chà, bậy quá. Thấy cái tâm chưa? Tôi giải thích vậy quý vị thấy cái tâm chưa? Cho nên chúng ta hôm nay đây là tu cái nghĩa thứ ba là tam nghiệp. Đấy là tam nghiệp, tam nghiệp niệm. Thì cái duy nhất của chúng ta đó là trì danh. Cái này là phải trì danh. Tại sao? Bởi vì khi mình cầm cái tràng hạt ở trên tay mình lật qua một hạt, là chăm chú vào cái tay này để lần cái hạt này mới ra cái tiếng niệm Phật. Vì sao? Căn cơ mình thấp kém quá, phiền não vọng tưởng mình còn nhiều quá. Mình dùng cái sâu chữ này để gì? Mình chế ngự cái phiền não vọng tưởng nó khơi dậy trong tâm. Nếu không có cái sâu chữ này, hành giả chúng ta cũng khó lắm. Phải có sâu chữ.
Thì bây giờ mình cầm cái sâu chuỗi mình làm 18 hộp, cái cần chi phí nhiều trăm đó, cái tay mình lần là nó nhuyễn như thế này, là mỗi lần hộp qua thì cái danh từ Phật nó xuất ra theo cái tràng hạt này, chế ngự được ba căn, ba nghiệp, chế ngự được ba nghiệp. Nếu tâm thiện khởi lên, tất cả tâm niệm Phật khởi lên, thì cái ác niệm đã lùi đi. Mà ác niệm đã lùi đi thì cái gì? Cái thiện pháp khởi lên, cái tri kiến Phật nó hiện bày. Vì cái mục đích của Đức Phật ra đời, hai cái vị Phật, tôi nói hai vị Phật, A-di-đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật, hai vị này dạy mình tu có khác nhau, cái cách thức tu hành có khác nhau, nhưng mà chung quy lại đó là một cái điểm chính không bao giờ khác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài nói là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Cái Phật tri kiến là cái gì? Là cái bản tâm thanh thịnh của mọi người. Như vậy Lục Tổ Đàn Kinh cũng căn cứ chỗ đó, cũng căn cứ đều là mọi người đều có khả năng thành Phật, có cái tâm sáng suốt sẵn có của mình. Cho nên các ngài tuy rằng nói nhiều môn nhiều pháp để đối trị được cái căn bệnh của chúng ta, nhưng mà cái mục đích chính đó là phải thấy được cái bản thể thanh tịnh của chính mình. Cái bản thể thanh tịnh của chính mình tức là cái tánh Di Đà, tự tánh Di Đà. Thì có nhiều nghĩa chúng ta nói là niết bàn cũng được, nói diệu hỷ diệu ý cũng được, nói Phật tánh cũng được, nói viên giác cũng được. Chúng ta nhiều cái từ để chúng ta nói tùy theo. Thôi hết giờ.